tại sao em nghe hoài mà vẫn chưa hiểu, tại sao em vẫn chưa thấy mình thực sự tiến bộ? Hãy cùng mình tìm hiểu 5 lỗi cơ bản nhất mà chúng ta hay gặp mỗi khi luyện nghe tiếng Anh nha. Dad, you love me, don't you? Of course I do. Why do you ask? Oh, hello guys. Welcome back to Vlog of NC. I'm Humisas again. Before we start our lesson today, let me share to you a reality relating to listening English skills. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xem một thực tế sau đây nhé. Khảo sát trên học viên của mình cho thấy hơn 75% các bạn học tiếng Anh xem kỹ năng nghe là một trong số những kỹ năng khó khăn nhất đối với mình. Trong khi đó, có nhiều bạn chỉ luyện nghe lúc rảnh, lúc được yêu cầu mới nghe. Còn một số bạn khác thì các bạn biết không ạ, luyện nghe mỗi ngày, nghe bất cứ lúc nào rảnh, nghe các thể loại, nghe các bản tin như VOA, BBC, nghe các bạn audio trong giáo trình. Các bạn rất chăm chỉ, nhưng tại sao kết quả vẫn là cô ơi, em vẫn thấy tại sao em nghe hoài mà vẫn chưa hiểu được nhiều, và tại sao em vẫn chưa thấy mình thực sự tiến bộ? Wow. Vậy tại sao thế nhỉ? Hãy cùng mình tìm hiểu 5 lỗi cơ bản nhất mà chúng ta hay gặp mỗi khi luyện nghe tiếng Anh nha. So these are 5 common mistakes you often get when listening to English. Và đây là 5 lỗi phổ biến nhất chúng ta hay thường gặp. Lỗi số 1. The number one mistake. It is you often listen to every document related to English. Lỗi phổ biến số 1 là các bạn hay nghe tất cả các tài liệu có liên quan đến tiếng Anh. Tại sao lại như thế nhỉ? Chúng ta hãy cùng so sánh trong ví dụ dưới đây. France has said Europe must wake up to terror after the attacks on Paris, which killed 129 people. Over 350 were injured and many are still in hospital. A politician told reporters, "It is urgent that Europe wakes up." He said it was too easy for terrorists to move around Europe. A top member of France's government has said European countries must wake up to terror threats because of the attacks on Paris on November the 13th. French Interior Minister Bernard Cazeneuve told reporters that it is urgent that Europe wakes up, organizes itself and defends itself against the terrorist threat. The Paris attacks left 129 people dead, with over 350 injured. Dozens of those injured are still in hospital in critical condition. Mr. Cazeneuve said Europe must tighten its borders as it was too easy for terrorists to move around Europe. Rõ ràng, hai bài dưới này đều có nội dung giống nhau. Nhưng với bài nghe số 1, lượng từ mới ít hơn, ắt hẳn chúng ta cũng dễ hiểu hơn phải không? Còn với bài số 2, cấu trúc khó hơn, lượng từ mới nhiều hơn, chắc chắn đó là khó khăn của rất nhiều bạn đó. Và đó cũng là lý do khi luyện nghe chúng ta nên chọn các tài liệu không quá 20% từ mới. Và tốc độ khi luyện nghe cũng cần phải vừa phải với người học nữa. Misa lại mang tới một ví dụ nữa cho chúng ta đây. My name is Pupa. Hello, my friend. I am from Italy. Hello, my friend. I am from India. Bonjour, my lady. And it's something special, because I know I also have a lot of French people watching. I am doing this in France. Rõ ràng rằng rất nhiều bạn đang gặp phải vấn đề khi luyện nghe về giọng Anh Nhật hoặc giọng Anh Hàn. Bởi vì đây là một trong số những giọng rất khó để nghe, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta cũng đồng ý rằng nếu là người học có trình độ nhất định, các bạn có thể làm quen dần với các thể loại giọng khác nhau này. Nhưng nếu đang ở cấp độ căn bản, chúng ta hãy cùng luyện nghe những tài liệu chuẩn thôi nhé. Ví dụ như giọng Anh, Anh Mỹ, Anh Úc. So they are all acceptable. And now, let's move to the number 2 mistake. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang lỗi luyện nghe thứ hai. Đó là chỉ chú trọng nghe, không chú trọng phát âm. Bây giờ mình sẽ mang đến cho chúng ta một ví dụ sau đây. Okay, how do you pronounce the word? And có phải rất nhiều bạn hay phát âm từ là hurt, và rất nhiều bạn khác lại phát âm từ là Valentine. Và những từ này nên được phát âm chuẩn như thế nào nhỉ? Chúng ta hãy cùng nghe trong đoạn clip nhỏ sau đây nhé. Take me
Rõ ràng rằng trong đoạn clip này em vừa được nghe người ca sĩ hát là gì ạ? Take me to your heart. Nghĩa là hãy đưa anh đến trái tim của em. Nhưng nếu như chúng ta phát âm là hurt, như rất nhiều bạn Việt Nam hay phát âm, chúng ta sẽ có là hãy đưa anh đến nỗi đau của em. Totally different, right? And what about another word? Từ này thì sao nhỉ? Tiếp tục nghe một đoạn video dưới đây. Trong video này, ca sĩ đã hát là My Love, My Valentine. Rõ ràng rằng từ Valentine, nghĩa là ngày lễ tình yêu, các bạn hay thường đọc là Valentine, Valentine, Valentine. Nhưng thực chất, ca sĩ hát là Valentine. Và hãy tưởng tượng xem nếu có một ngày đẹp trời nào đó một bạn nước ngoài đến và nói với em, oh, it hurts. Em sẽ nghĩ là gì ạ? Oh, nó trái tim à? No, 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 it's not that. Vậy còn nếu như chúng ta có một cô gấu và một anh chàng gấu là người nước ngoài thì sao? Đến ngày lễ tình yêu thì nói gì? Hey honey, tomorrow is Valentine. It's not that, right? Thì phải lại một lần nữa, sẽ phải nói từ này là Valentine. Và tương tự ngược lại, khi luyện nghe cũng như vậy thôi. Nếu như em không thể phát âm đúng một từ, chắc chắn khi luyện nghe các bạn sẽ gặp vấn đề lớn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang lỗi tiếp theo, đó chính là lỗi số 3. Chỉ cần nghe 8 ngôn ngữ, việc còn lại để cho đôi tai tự lò. Và thực tế rằng, khi nói đến khái niệm 8 ngôn ngữ, có rất nhiều bạn hiểu khái niệm này và cũng có một số bạn khác hơi mơ hồ. Vậy, thực ra khái niệm 8 ngôn ngữ nghĩa là gì ạ? Hiểu một cách nôm na, em nghe mà không cần hiểu những gì được nói, nghe mà không tập trung. Ví dụ các bạn đang giặt quần áo, cũng có thể bật tiếng Anh lên nghe. Đang tập trung nấu ăn, cũng có thể bật tiếng Anh lên nghe. Hoặc đang lướt web nữa, chúng ta cũng có thể bật tiếng Anh lên nghe. Nhưng hãy để mình hỏi em một câu hỏi liên quan đến tiếng Việt. Vậy, đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng lúc em đang tập trung làm một điều gì đó, có một khác người khác gọi em và người ta gọi em rất nhiều lần, thậm chí người ta đã nói em, kể cho em nghe một câu chuyện cực kỳ dài. Và sau đó em ngẩng mặt lên, ồ, cậu vừa nói gì đấy? Đó chính là nguyên nhân. Không thể phủ nhận được tác dụng rất quan trọng của việc nghe và tắm ngôn ngữ. Khi em các bạn luyện nghe và tắm ngôn ngữ, đôi tai của mình sẽ có thói quen sống trong môi trường tiếng Anh. Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là vậy các bạn sẽ nghe và tắm ngôn ngữ đến bao giờ để có thể nghe được tiếng Anh, để có thể nghe và hiểu tiếng Anh một cách xuất sắc? Chúng ta chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó hay sao? Và ngày đẹp trời đó là bao giờ nhỉ? Có thể muộn, có thể là 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, hay cũng có thể là 1 năm, 3 năm, hay là 5 năm. Và đó cũng chính là lý do một trong số những học viên của mình đã thực sự tâm sự rằng bạn đã từng có thói quen nghe và tắm ngôn ngữ, nhưng thực tế bạn không cảm thấy khả năng nghe của mình quá phát triển. Tuy nhiên, chỉ cần sau 1 tháng nghe chủ động, bạn đã cảm thấy khả năng nghe của mình tiến bộ một cách rõ rệt. So what about you? Do you believe that? Is it true? Còn em thì sao? Em có tin đó là một sự thật hay không ạ? Nếu như chưa tin, hãy dành ra 3 tháng chỉ để nghe và tắm ngôn ngữ, nghe và không tập trung gì hết. Và 1 tháng duy nhất còn lại, các bạn nghe và thử nghe chủ động làm các bài tập liên quan đến tiếng Anh xem. Và sau đó mình hoàn toàn sẽ tin tưởng rằng chúng ta sẽ có kết quả riêng cho mỗi người và kết quả đó sẽ rất ấn tượng đó. Okay, and now before moving to the next mistake, let me tell you one truth. This is really a common mistake that almost Vietnamese learners often get when they learn English. Và lỗi tiếp theo sẽ là lỗi mà phần lớn các bạn học sinh hay gặp khi nghe tiếng Anh. Đó chính là áp dụng cách nghe của người Việt để nghe tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng xem một câu dưới đây. Về tiếng Việt, tôi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Và sang đến về tiếng Anh, I take the university entrance exam. Hãy cùng chú ý vào từ bên dưới này, đại học. Từ đại học trong tiếng Việt được ghép bởi từ đại và học. Trong khi đó, trong tiếng Anh, từ đại học này được phát âm là gì ạ? University. Thực tế này cũng giải thích cho hiện tượng khi nghe tiếng Anh, các bạn chỉ nên nghe những từ khóa hoặc người ta còn gọi là keywords. Chỉ nên tập trung vào những từ khóa thôi. Ví dụ như trong câu vừa rồi, I take the university entrance exam.
chúng ta sẽ tập trung vào những từ khóa là từ gì ạ? Take, university, entrance exam. Từ the và từ I sẽ có xu hướng được nói bé đi. Trong khi tiếng Việt thì sao? Tôi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Các từ được nói rất đơn lẻ đúng không? Và mình cũng sẽ đưa ra cho em một thực tế sau đây nhé. Mình đã có khá là nhiều người bạn là người nước ngoài. Và khi mình hỏi các bạn đó liên quan đến vấn đề về luyện nghe của người Việt Nam, các bạn đều thừa nhận được rằng người Việt Nam mình đang có thói quen nghe từng từ đơn lẻ. Và thậm chí các bạn cũng nói, bản thân các bạn khi nói chuyện với người bản ngữ đôi khi cũng không thể nào bắt được 100% tất cả các từ trong câu nói. Vì vậy mình tin rằng đây sẽ là một tin vui với rất đó. Và chúng ta hãy tự tin lên, chỉ cần nghe được keywords là các bạn đã có thể hiểu được từ 70 đến 80% nội dung của bài nói rồi. Và lầm tưởng số 5 cũng là lầm tưởng rất nhiều bạn hay gặp phải. Và nếu như các bạn gặp phải những triệu chứng sau đây: nghe một chút là buồn ngủ, càng nghe càng thấy ù tai, nhắc đến việc nghe là thở dài thườn thượt luôn ạ. Vậy mình sẽ đưa cho em một gợi ý sau đây nhé. Tại sao chúng ta không coi việc học nghe tiếng Anh như việc đang yêu một ai đó? Chắc chắn sẽ rất thú vị đúng không ạ? Và để yêu một ai đó thì sao? Chúng ta sẽ phải có cảm xúc. Vậy chúng ta hãy chọn những chủ đề nghe mà mình hứng thú. Ví dụ như em thực sự rất là muốn nghe bóng đá. Hãy chọn những bài nghe có tốc độ nói về bóng đá thật là chậm. Bạn rất thích âm nhạc. Hãy đọc những tin tức, nghe những tin tức có liên quan đến những ca sĩ nước ngoài mà mình yêu thích. Và tương tự với các chủ đề khác thôi. Ngoài ra, việc học nghe hoàn toàn có thể trở nên thú vị hơn nếu em biết kết hợp việc học nghe với việc xem các video. Và đây sẽ là một số các website mình muốn chia sẻ với em để luyện nghe tiếng Anh thông qua các video thú vị nhất. Vậy là chúng ta đã cùng đi qua 5 lầm tưởng phổ biến nhất của người Việt khi luyện nghe tiếng Anh. Và mình rất hy vọng video này sẽ giúp cho em phần nào có thể cải thiện được khả năng nghe tiếng Anh của mình và khiến cho việc nghe trở nên ngày càng thú vị hơn. Và một lần nữa, các bạn đừng quên hãy học tiếng Anh theo phong cách serious and fun nhé. Và bây giờ, it's time for me to say again, ta-ta for now.